trình được bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Miyoko với bác sĩ Trương Hiệp, bác sĩ Trần Tử Kình và bác sĩ Nguyễn Minh Trí. 714-546-6575, 546-6575. Chương trình Sức khỏe phụ nữ ngày nay được trở lại cùng với quý vị trong phần cuối của chương trình với Miyoko Medical Clinic và bác sĩ sản phụ khoa Trương Hiệp nói về bệnh hậu sản. Và đây là một cái chương trình rất là hữu ích, là tại vì trong những cái đời sống xảy ra hàng ngày chúng ta không có bao giờ chú ý lắm đâu. Mình cứ nghĩ là ô, tại sao vợ mình khó chịu vậy, người thân của mình giận hờn một cách vô lý, vớ vĩnh như vậy, vớ vẩn như vậy, phương bác sĩ. Nhưng mà đây là một trong những cái mà ngày hôm nay Nina cũng học được rất là nhiều đến từ trong cái chương trình của bác sĩ Trương Hiệp. Cảm ơn chị. Dạ Phương, để cuối phần chương trình thì tôi sẽ tóm gọn lại để quý vị hiểu một chút xíu thêm, và để tránh cái bệnh này. Tôi nghĩ rằng khi mà một người phụ nữ, nhất là người phụ nữ, tôi không hiểu sao nhưng mà tôi thấy rằng săn sóc người phụ nữ từ mấy chục năm nay á chị, thì rõ ràng là người phụ nữ dễ bị hơn chị. Dễ bị, có lẽ tại đời sống của người phụ nữ trong, ngay cả trong cái thế giới mà tân tiến công nghiệp này, họ ít thời gian hơn là những người phụ nữ ngày xưa. Người phụ nữ ngày xưa thì chồng đi làm, vợ ở nhà, thành ra họ có nhiều thời gian thư giãn hơn. Bây giờ thì phải nói là các phụ nữ phần lớn đều đi làm hết, phải có hai lương để mua cái nhà đẹp chứ quý vị, phải có hai lương để mua cái xe tốt chứ quý vị, thành ra ít thì giờ cho mình hơn, tại vì về nhà phải nấu cơm, rồi phải săn sóc cho con, rồi tối đi ngủ là nằm lăn là ngủ, thành ra những cái sự dồn dập đó trong cái đời sống hàng ngày nó cũng dễ làm cho người phụ nữ bị bệnh trầm cảm hơn. Khi mà có bầu, nó lại là một cái chuyện mà nó ảnh hưởng mạnh hơn nữa. Lại vì những người phụ nữ đó, dù có con lần đầu tiên hay là có vài đứa con rồi, sẽ chịu cái áp lực về tiền nong, về sự thay đổi của tương quan giữa vợ chồng. Và cái thứ ba nữa là cái stress mà người phụ nữ trải qua, bảo tôi sắp làm mẹ rồi, hoặc tôi đang làm mẹ rồi, không biết cái bầu của tôi nó có bình thường không, con tôi đẻ ra nó có bình thường hay không, làm sao chắc được là con tôi mai mốt nó sẽ trưởng thành và nó phát triển như một người tốt. Đó là những cái lo âu mà triền miên từ lúc chị mang bầu cho đến khi mà con mình lớn, phải không chị? Đó là những cái mà xao xuyến của người phụ nữ khi mang bầu. Thì khi mà sanh xong nó lại càng nặng hơn, là tại vì quý vị phải trông con, cho con bú, giặt vũ, làm tất cả công việc nhà, cộng thêm lại không được ngủ ban đêm, rồi thêm cái sự thay đổi của hormone, nó gây ra một cái xáo trộn rất là lớn. Và thường thường cái người chồng hoặc là người đàn ông, họ khó được mường tượng được cái chuyện đó, là tại vì họ không qua cái sự thay đổi của hormone đó, và họ không có phải, nó không phải, cũng không đúng là đàn ông chúng tôi ngày nay tân tiến cũng giúp vợ nhiều lắm quý vị, nhưng mà nó cũng không đầy đủ để mình cảm nhận được là vợ mình nó đang trong một cái tình trạng mà gọi là không được bình thường lắm. Vì lý do đó cái sự thông cảm của người chồng nó cũng chỉ có tương đối thôi quý vị. Người chồng chỉ giúp đỡ được người vợ một cách tương đối thôi, tại vì sáng sau người ta cũng phải đi làm, thành ra ngủ mà đơn đêm không ngủ, tôi phải thức con mà cho con bú, sáng mai mà tôi không đi làm thì làm sao lấy lương về mà nuôi con với vợ. Thành ra đó là những cái mà khó khăn trong đời sống của một cái nước tân tiến công nghiệp. Và chỉ có một cái lối thoát như tôi vừa nói. Thứ nhất là trao đổi và nói chuyện với bạn bè mình đang có. Ngày hôm nay texting là một cái phương pháp mà quý vị không cần phải gặp ai mà lại được nghĩa là tâm sự một cách khá kín đáo, phóng quý vị. Và nó cũng giúp rất nhiều để có người mà lắng nghe chúng ta và chia sẻ và có thể giúp đỡ chúng ta trong một số những trường hợp. Ngoài ra đó thì tôi nghĩ rằng nên gặp và có thì giờ để đi gặp những bạn bè mình có, hoặc là mời bạn bè mình đến nhà mình một tuần một lần để ăn uống, hay là bây giờ ở trong cộng đồng chúng ta ở Bunsa thì thật ra đi đến Food to Go đặt vài món ăn xong bạn bè đến hai ba đứa ngồi nói chuyện với nhau
chỉ cần độ 1 tiếng 2 tiếng là mình cũng cảm thấy là nó thư giãn cái đầu của mình và thư giãn giúp mình nghĩa là thoải mái hơn. Và cái cuối cùng như tôi đã trình bày là nên kiếm một người giúp việc, dù chỉ là 4 tiếng, 6 tiếng, nó cho mình một cái thời gian để mà mình ngủ và mình đi ra ngoài cho đỡ bớt sự tù túng. Và không cần phải có người bảo ở bác sĩ nói vậy là tại vì bác sĩ có tiền, mà không quý vị ạ. Thật sự ra quý vị đâu phải cần mướn hàng ngày đâu, quý vị 2-3 ngày trong tuần là cũng đủ để mình cảm thấy mình đỡ tù túng. Thí dụ như là ngày mai là thứ ba, tôi khỏe ở nhà, có người tới đến, ngay cái sự mong chờ chờ đợi là chúng ta sẽ có được giúp đỡ, nó đã giúp chúng ta thư giãn rất nhiều. Và cuối cùng, trong những trường hợp mà bị nặng thì quý vị nên nghe lời bác sĩ và uống thuốc. Và cái sự dùng thuốc này, tôi xin nhấn mạnh, nếu quý vị chỉ là những cái bệnh mà hơi nặng một chút nhưng mà trước đây không bị bệnh, thì mà chỉ do là sau khi mà sanh xong mới bị thôi, thì thường thường nó chỉ là một cách chữa trị ngắn hạn mà thôi. Thành ra quý vị đừng có lo âu quá là chúng ta uống thuốc này ghê gớm, có hại cho sức khỏe và làm chúng ta nghiền thuốc. Thưa quý vị, nó không có cái chuyện đó đâu. Và thuốc ngày nay rất là tân tiến và rất là cái dose mà người ta dùng cũng rất là thấp. Thành ra quý vị cũng không nên mà hoài nghi và sợ sệt để mà uống những thuốc này. Và sau khi sanh thì cơ thể phụ nữ thay đổi rất là nhiều, kính thưa quý vị. Đó là kinh nghiệm của bản thân Nina nói riêng và Nina nghĩ rằng nói chung cho tất cả người phụ nữ. Và cái lời động viên, cái lời khen tặng của những người thân, bạn bè của mình cũng rất là quan trọng. Nina hồi xưa còn nhớ là Nina có quen con bé đó, nó vừa mới sanh. Thì ai cũng nói trời ơi sao em mập dữ vậy. Nó mới về, nó kể cho em nghe, nó nói rằng là cô, ai mà khen con mập đó là con giết nó liền. Nên thành ra là đây là những cái sự nói chơi, nhưng mà rất là cần một cái sự thông cảm của người thân và gia đình của mình. Và cũng trong cái tuần lễ này là tuần lễ Mother's Day, mà bác sĩ là một trong những vị bác sĩ đã chăm sóc quý chị em phụ nữ trong suốt mấy chục năm qua, thì bác sĩ có những cái lời gì chia sẻ cùng với các bà mẹ ngày hôm nay? Thưa quý vị, trước khi chúc quý vị thì tôi có thêm một vài lời khuyên. Sau khi sanh xong, một quý vị nào cảm thấy quá mập thì cũng đừng nên sợ hãi. Tại vì thứ nhất đó, là quý vị lên cân rất nhiều trong lúc mang thai, tại vì những kích thích tố bầu nó làm chúng ta giữ nước chứ không phải chúng ta mập lên. Giữ nước thì khi mà quý vị sanh xong, quý vị nào mà còn nhớ thì sau khi sanh xong quý vị đi tiểu rất nhiều, và nghĩa là nhiều khi nghĩa là suốt ngày luôn, thì cái đó là một cách để mà giảm cân nhanh nhất rồi quý vị ạ. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải để ý đến cách ăn uống, không phải là chúng ta bây giờ đẻ xong rồi ăn đúng như lúc mà có bầu, không quý vị. Nếu mà quý vị nào mà ăn như vậy thì chắc chắn không thể nào xuống cân nhiều được, và chắc chắn thể nào cũng có thể nhiều khi còn lên cân nữa. Theo tôi thì cách hay nhất là chúng ta vẫn giữ như tôi đã khuyên các bệnh nhân tôi lúc mang thai, rằng bớt cái đồ bột là chính, và nâng cao lên cái số lượng mà chất đạm, tức là protein. Chất đạm nó có trong protein, trong protein nó có ở trong thịt chị ạ, và thịt cá, và chất đạm là ví dụ như là bánh phở, bánh cuốn, rồi gạo, rồi tất cả những cái gì mà bánh mì ví dụ vậy, là tất cả những loại như là chất carbon. Thành ra quý vị phải bớt ăn đi. Vâng, bớt đi. Những cái thứ đó nó làm cho quý vị mập, mà giữ cái mập của mình. Thành ra khi quý vị giảm thì cũng giảm từ từ, không nên nhịn đói mà giảm khoảng 10%, vài tuần xong xuống 10%. Thì từ từ khi mình xuống như vậy thì mình sẽ bớt cân quý vị ạ. Thành ra cái đó là một cái xuống cân một cách an toàn. Tôi cũng chả khuyên là quý vị phải chạy bộ mấy ngày nửa tiếng hoặc đi gym làm này là có. Thưa quý vị, xuống cân là do mình bớt ăn đi, chứ không phải mình đi tập quý vị. Sắp sửa hết chương trình thì tôi trở lại là tôi xin kính chúc tất cả mọi người, người nào mà còn có mẹ và nhớ đến mẹ mình, thì có một mùa Mother's Day, một ngày Mother's Day thật thoải mái với mẹ mình, và đừng chớ quên vợ mình, tại vì cái đó là khó lắm quý vị.
Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui, hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình của mình. Nhất là các bà mẹ hãy thương yêu bản thân mình hơn, chăm sóc bản thân mình hơn và chia sẻ những cái nỗi buồn, những sự lo lắng của mình đến với những người thân, những bạn bè, để mong rằng nếu mà quý vị có cái căn bệnh trầm cảm hoặc là cái trong cái thời kỳ hậu sản mà buồn bã thì chúng ta có thể tự tìm niềm vui cho chính bản thân mình trước, cho con, cho gia đình của mình trước. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe phụ nữ ngày nay vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào bác sĩ và xin trân trọng kính chào quý vị. Cảm ơn chị Nina và xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Lý luận Sài Gòn TV.